Đạt Lý. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Hòa Bình thực hiện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với luật sư Trần Minh Hùng đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào luật sư ạ. Chào Kim Thảo, chào khán giả xem đài. Và ngay bây giờ thì Kim Thảo xin mời luật sư cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một tình huống ngay sau đây. Chào cô cậu. Dạ, chào chú. Mới dọn về hả? Dạ, tụi con mới mua ở đây nè. Còn nhà chú là bên kia đúng không? Đúng rồi, đây. Tụi con chào chú. Tụi con mới dọn về đây, sau này có gì chú giúp đỡ tụi con nha. Dạ. Nói gì giúp đỡ thì chắc tôi không dám đâu. Thì đó. Nhưng mà thấy hai cô cậu mới về đây. Dạ. Tôi nói là cho hai cô cậu biết nha. Dạ. Thấy vui vẻ cũng mừng. Dạ. Chứ cái chủ cũ của ngôi nhà này á, đối với tôi á là không đội trời chung nha. Ủa? Vậy hả chú? Ừ. Trời đất ơi, sao mà hàng xóm với nhau mà không đội trời chung kỳ cục vậy trời. Dạ. Ôi mới về á, gặp nhau thì chào hỏi uống trà. Dạ. Đánh cờ nói năng ngọt ngào lắm. Rồi sau đó lòng người ai mà hiểu được, đụng tới lợi ích chung thì nổi cái lòng tham lên. Dạ. Đã vậy, nói bởi cái gì cái chứ mà hàng xóm với nhau là mình ở chung gần nhau, thấy mỗi người nhịn nhau một tí. Nói chung là vợ chồng tụi con mới về đây. Dạ. Thì có gì mà cái chuyện mà chú với là chủ nhà cũ của con á, là cái chuyện đó là con không biết gì hết. Ừ. Còn cái chuyện mà vợ chồng con là hàng xóm mới, hy vọng là về đây có mình có những cái tình cảm nó mới, nó tốt đẹp hơn những cái tình cảm với chủ cũ của con. Dạ. Hy vọng là hàng xóm mới dạ khác hàng xóm cũ. Dạ. Nhưng mà tôi lo là tới một ngày nào đó đụng về cái lợi ích cá nhân á thì trái nhà mới lộn mặt chục. Trời ơi, không có đâu chú ơi. Dạ. Cái gì cái chứ tụi con biết điều lắm, tụi con vợ chồng nhỏ chứ mà biết điều lắm, cho nên chú yên tâm. Dạ, với lại dạ. Con với lại chủ nhà cũ á, thật ra là cũng không có liên quan gì hết. Tụi con chủ nhà cũ muốn bán rồi tụi con là tự nhiên là thấy nhà này đẹp muốn mua rồi mua vậy thôi, chứ không có liên quan này, nên chú đừng lo nha chú. Dạ. Thôi giờ nói chi dài dòng văn tử, giờ rút lại vấn đề nè. Dạ. À, tôi đối với chủ nhà cũ đây nè, xích mích là tại vì cái con đường chung này. À, cái con đường chung này ngày xưa là của ba má tôi mua lại người chủ cũ là bằng giấy tờ tay, nó chưa có đứng tên sổ đỏ. Đó, cái người chủ cũ này nè biết cái điều đó rồi nổi cái lòng tham lên mới dành lớn. Tôi hiểu được, tôi xử liền, không có qua mặt được tôi đâu. Đó, tôi mới làm giấy tờ là tôi tách thửa đàng hoàng, đó tôi đứng tên sổ đỏ. Bây giờ là không có ai có quyền xâm phạm con đường này hết. Dạ, con hiểu rồi. Sự sao nếu mà vậy là lớn chiếm vậy thì cũng không có tốt, không có nên. Dạ. Đúng rồi. Dạ. À, tôi muốn nhắc là chủ mới. Dạ. À, cũng phải cẩn thận nha. Đây là cái con đường của tôi, mai mốt tôi rào lại là không có được đi nha. À, chú yên tâm đi, tại vì khi mà tụi con mà mua nhà là diện tích nhà là tôi đầy đủ rộng cho, chứ lại đo đạc cũng thực tế. Chú yên tâm thì tụi con không có. Chú yên tâm. Lúc mà tụi con mua á, tụi con dựa trên cái diện tích ở trên sổ và diện tích ở ngoài thực tế. Cho nên là con sẽ không có lén đi bên đó hay là làm một cái lối đi riêng ở bên đó, hay là lén đi qua bên nhà chú hay lấn chiếm nhà chú đâu. Cho nên chú yên tâm, chú cứ thoải mái với tụi con, chứ chú đừng có kè rào trước đón sau nữa. Tụi con lớn rồi, có gì phải không phải chú cứ nói thẳng cho tụi con biết. Đó, bây giờ tôi nói thẳng vậy á. Dạ. Vợ chồng về đây ở biết điều là tốt. Dạ. Không biết điều á. Dạ. Là không xong với tôi đâu nha. Không xong với chú em chú. Ừ. Dạ, nếu không biết điều là không xong đúng không chú? Ừ. Dạ. Yên tâm đi chú, vợ chồng tụi con á cũng biết điều dữ lắm. Từ đây về sau á, tụi con không bao giờ bước chân đi qua bên cái phía mình lối đi nhà chú đâu. Chú yên tâm nha chú nha. Ừ. Chú rút xong chưa? Ừ, cảm ơn. Chú rút xong rồi cho vợ chồng con xin phép rút luôn. Ừ. Nha. Dạ, mới nha. Về cái nói ngọt ngào ha. Mới nói tiếng trước tiếng sau mới có mấy câu thôi. Dạ, nè. Nó xin phép đi vô nhà nha chú. Dạ. 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 Đi vô em, đến đồ vô. Mới về đây nó biết điều quá. Dạ. Em một hồi lên biết áo bên. Được không? Được. Em vô. Dạ. Con xin phép đi vô nhà nha chú. Ủa hàng hàng số mới hả? Ừ, thấy nó mới về là dặn dò nó về đây là phải biết điều với hàng xóm cũ. Ôi, tụi nó còn nhỏ mà, hay gì từ từ nói cho ông căng chi vậy? Căng gì nói cho nó hiểu vấn đề chứ, để nó về đây là nó lấn đất nữa, giống cái người chủ cũ nó phiền phức lắm à.
Rồi biết rồi, tôi hiểu ý ông rồi. Nhưng mà nói nghe nè, đừng có nóng tính quá nghe không. Cái bệnh huyết áp của ông đó cứ mở cái gì lên cái là cứ... Mình thì con cái không có ở gần mà cứ sồn lên cái gì cũng từ từ chứ. Lỡ có chuyện gì lên sao? Mà cằn nhằn thì chết riết cũng mệt quá. Thì mỗi lần ông bị tôi sợ chứ sao? Bệnh huyết áp của tôi là có thuốc rồi. Sang diện thì cũng diện, xong rồi. Thôi nghe không có nắng gì không? Vô ăn cơm nè. Từ từ nó nhỏ, từ từ nói có gì đâu mà. Nói cho tôi biết đi. Biết làm gì? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chủ đề về vấn đề đất đai, tranh chấp cũng như là sổ đỏ. Thưa luật sư thì Kim Thảo được biết là khi mà muốn nhập tên hoặc là làm vào sổ đỏ thì có những cái giấy tờ nó phải được công chứng và rất là nhiều thứ để đầy đủ cái pháp luật của mình. Nhưng mà ví dụ như là những cái giấy tờ như viết tay chẳng hạn thì có được nhập vào sổ đỏ hay không ạ? Hiện nay thì cái chính sách pháp luật về đất đai của mình cũng như là giao dịch về nhà đất của Việt Nam mình nó cũng chưa tuân thủ hết các quy định của pháp luật, tức là nhận nhà mua bán đất bằng tay, mua nhà bằng tay cũng diễn ra rất là phổ biến rất là nhiều. Lý do là những người dân nhiều lúc không đủ tài chính để mua một phần diện tích đúng với pháp luật để được cấp sổ, hoặc là mua đi bán lại rất nhiều qua nhiều đời, cho nên là chủ yếu là mua bằng tay. Thì trước đây thì để được nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở thì phải đáp ứng những cái điều kiện nhất định tương đối khó. Tuy nhiên hiện nay thì có thể là nếu mua bán đất bằng tay mà mua trước 2008 hoặc là từ 2008 tới 2014, nhưng mà việc mua bán đất bằng tay đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, hoặc là thửa đất đó, diện tích nhà đất đó phù hợp quy hoạch, không nằm trong diện tích là hoặc là không nằm trong khu vực bị giải tỏa thực hiện các cái công trình công cộng hoặc là lợi ích xã hội khác, thì có thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đó, với điều kiện là đất đó phù hợp quy hoạch và không bị tranh chấp, chứ không phải là trường hợp nào mình mua bằng tay cũng là được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Có một số trường hợp nếu mà khi mình mua đất bằng tay đó mà dẫn tới có thể là xảy ra tranh chấp với những người khác, thì thậm chí là người mua đất đó có thể khởi kiện ra tòa án để yêu cầu tòa án công nhận hợp đồng mua bán đất bằng tay đó là có hiệu lực pháp luật. Bởi vì theo như quy định của Bộ luật dân sự hiện nay, mặc dù giao dịch mua bán nhà đất bằng tay không đảm bảo về mặt hình thức, tức là không được công chứng chứng thực, nhưng mà đã thanh toán được 2/3 trên giá trị hợp đồng đó thì tòa án vẫn có thể xem xét và công nhận cho các bên giao dịch đối với những loại hợp đồng mua bán nhà đất bằng tay này. Dạ, thưa luật sư, ví dụ như là một cái con đường là cái đất đó là thuộc quyền sở hữu của chung hoặc là thuộc quyền sở hữu của nhà nước, vậy thì cái lúc đó tình huống mình sẽ xử lý như thế nào ạ? Thực tế thì hiện nay có rất nhiều lối đi chung, mà lối đi chung đó theo quy định của pháp luật đó là lối đi dành cho tất cả mọi người, không được một tổ chức hoặc là một cá nhân nào đó được quyền cấp, quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần lối đi chung đó. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay thì có nhiều người vẫn cấp được những cái phần khoảng hờ này, những lối đi chung, với điều kiện là để được cấp phần này thì thứ nhất là những người xung quanh đó họ đồng ý và không có bất cứ tranh chấp nào hết ở cái phần lối đi chung đó, và phần lối đi chung đó không có sử dụng vào mục đích công cộng hoặc là không có ai đi sử dụng trên lối đi chung đó. Đồng thời người muốn được cấp phần đó thì phải có ký nhắc lên, tức là những người xung quanh họ đồng ý ký nhắc lên cho mình. Và người xin cấp phần đó phải đóng tiền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước tùy theo thời điểm mình sử dụng đối với phần lối đi chung đó. Thông thường cơ quan nhà nước chỉ xem xét và cấp phần lối đi chung đó cho những người xin cấp với điều kiện là mình đã sử dụng phần đất đó ổn định lâu dài trên phần đất đó và hiện nay chưa có ai sử dụng phần đó. Còn nếu không thỏa mãn được các những điều kiện đó thì hầu như các cơ quan nhà nước người ta cũng sẽ không xem xét và cấp phần chung đó cho người xin cấp giấy chứng nhận, mà sẽ để đó là một phần lối đi chung cho tất cả mọi người. Dạ thưa luật sư, vậy thì theo chủ phẩm thì luật sư có những cái lời khuyên nào mà dành cho hai vợ chồng? Tôi cho rằng là ở Việt Nam mình hay có câu rằng là bạn anh em xa mua láng giềng gần. Thì trước tiên là khi mình mới nhập vào một khu vực nào đó thì chúng ta đầu tiên là phải sống được cái tình làng nghĩa xóm, tức là chúng ta phải ưu tiên cái tình nghĩa trước, hòa giải trước. Sau khi cái sự việc hòa giải đó nó không thành, tức là bất đắc dĩ, thì mình có thể là nhờ các cơ quan nhà nước như là ủy ban nhân dân cấp xã, ủy ban nhân dân cấp phường
tiến hành hòa giải cái sự việc là tranh chấp đất đai đó, chứ chúng ta không nên dùng bằng cảm tính này, hoặc là vũ lực này, hoặc là cảm xúc, hoặc là cãi vã nhau, thì cái xung đột nó có thể dẫn tới cao trào và thậm chí có thể dẫn tới những cái hậu quả khác. Và việc sống láng giềng với nhau là không bao giờ thoát khỏi được những cái tranh chấp, những cái xích mích, những cái va chạm mà chúng ta không giải quyết khôn khéo bằng cái con đường tình nghĩa, thì tôi cho rằng là có thể nó sẽ dẫn tới những cái hậu quả pháp lý như là khởi kiện, tố cáo nhau ra tòa, sẽ rất mất thời gian của các bên, và thậm chí là nó làm cho mình sẽ không tập trung để làm việc và sinh sống được tại khu vực đó trong những cái thời gian tiếp theo. Dạ. Vậy thì với những cái lời khuyên mà đối với người chủ đất thì như thế nào thưa luật sư? Đối với người chủ đất thì tôi cho rằng là việc giao dịch mua bán thì chúng ta nên thực hiện đúng pháp luật, chẳng hạn như chúng ta nên đi công chứng chứng thực này, rồi chúng ta nên tách thửa, nếu đã bán thì chúng ta nên tách thửa, tách sổ cho họ ra riêng biệt cho họ, chứ chúng ta không nên để đứng chung hoặc là sử dụng chung. Vấn đề này rất dễ xảy ra tranh chấp. Còn trường hợp thửa đất của mình, nhà đất của mình không đủ điều kiện để đi công chứng chứng thực, thì khi đã bán cho người nào rồi thì chúng ta cũng nên đo vẽ xác định ranh giới cụ thể, và chúng ta cũng không nên nội lòng tham lên là lúc trước bán bằng tay, bây giờ thấy giá đất lên chúng ta lại đòi lại, và xảy ra tranh chấp thì sẽ dẫn tới không đảm bảo được cái quyền lợi cho người mua, và làm cho cơ quan nhà nước cũng sẽ rất khó giải quyết đối với những cái vấn đề giải quyết tranh chấp giữa tình làng nghĩa xóm và ranh giới đất giữa các người xung quanh mua bán đất bằng giấy tay. Không những khó cho cơ quan nhà nước mà cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho chính mình và cho những người mua đất tiếp theo sau này. Dạ, và để tiếp tục câu chuyện về đất đai, về tranh chấp, về sổ đỏ như thế nào, kính thưa xin mời luật sư tiếp tục theo dõi tiểu phẩm ạ. Gì đó sao mà ôm ngực mà sao mà cái gì mà ôm ngực mà giữ trái thì không có bị sao không đó? Hả? Tôi thấy say sẩm, trời tối hù, không sao đâu, tôi tỉnh lại rồi, chưa chết được đâu. Ông ơi, có khi nào bị huyết áp cao lại không đó? Nhớ lần trước tôi nhập viện không? Bà nói sao xui vậy? Không sao đâu mà, nhức đầu chút xíu thôi mà. Chút xíu không có chủ quan được đâu nghe không? Hét trong người sao? Bị gì? Không sao đâu. Uống thuốc chưa? Để tôi lấy thuốc uống nghe. Mà cái lúc này nè, không có thấy cái đứa nào về hết trơn hết trọi á. Lấy chồng thì muốn lấy chồng xa thôi à, không có dựa gần ba mẹ đâu. Rồi tối ngày huyết áp vậy, không biết mình tôi say sở sao, ông lỡ có chuyện gì tôi không biết sao luôn á. Bà ơi, đừng có báo mấy đứa nhỏ, báo nó về nó nhằn tôi nhất. Khổ hết sức khổ, tối ngày á thuốc thì không chịu uống cho đúng. Chú ngồi xuống đây đi. Từ từ cẩn thận hơn như chú. Rồi. Tôi lấy trong người rồi. Thở hơn chút nào không? Đỡ được. Chú ơi, chú có mệt á hay là trong người có khó chịu á thì nhớ nói với mọi người nha chú. Tay ông hùng rung đây nè. Không sao, bác sĩ cho xuất viện rồi. Chú là lớn tuổi rồi, cho nên là chú phải cẩn thận sức khỏe của chú nhiều hơn. Chú thấy mệt mệt cái là mình phải uống thuốc hay mình đi khám liền, chứ không phải y được. Lớn tuổi là dễ bị mấy cái bệnh đột quỵ rồi nè. Trời, con nghe con sợ dữ lắm. Đúng tại ổng á. Trời ơi, lần trước chú biết không, suy tim một lần rồi, nhập viện rồi, nhưng mà tôi nói không có chịu nghe. Còn cái tập nó ngang mê câu cá, mà câu cá khuya nó mới ghê chứ. Thôi. Tại tôi tưởng có thuốc uống thường xuyên nên không sao, ai về nó lên cơn cái nó quật ngã luôn. Không sao, ai về quá trời sao. Bây giờ là chú không có được tưởng nữa nghe chưa. Rồi, rồi. Cảm ơn cô với chú nhiều nha. Không có giờ cô chú ở đây là không biết thôi thì sao. Dạ thôi, chắc vợ chồng con mới xin phép đi về, cho chú nghỉ ngơi sớm cho khỏe. Anh, sao về được? Anh đưa chú vô phòng nghỉ ngơi đi, chứ mình cô sao cô đều nói. Ủa sao đâu, chú tự đi được mà. Ông ngại gì không biết, hồi ông xỉu là chú nó cổng không đó. Biết. Nè,
chuyện vừa rồi à, chú mang ơn hai đứa nhiều lắm nha. Trời ơi. Ở cái hôm mà hai đứa mới dọn về đây á, chú có nói điều gì á cho chú xin lỗi. Giờ chú nhớ lại chú cảm thấy xấu hổ quá. Ủa, bữa đó chú nói gì ta? Chú nói gì con không nhớ gì luôn ta. Trời ơi, cái tính của con là nói xong rồi nhớ đó, rồi mai quên, con có nhớ chú nói gì luôn á. Thôi, nói vậy chú bây giờ chú nhớ, chú thấy xấu hổ quá. Chú nói là cái hàng xóm cũ á. Dạ, dạ thôi. Thôi bây giờ cái đường đó đó, cứ thoải mái đi, coi như là đường chung, mình là hàng xóm. À, coi như là bà con thân thuộc. Thôi có gì cũng mà bỏ qua cho cô chú nghe. Bữa nay nè, hai đứa nhất định là phải ăn với cô chú bữa cơm nha. Cô đi nấu liền nè. Anh cơm ở đây luôn hả cô? Hả? Thôi, rồi vợ chồng con là không có từ chối à. Cảm ơn nhiều nha. Ta nói bà con xa không bằng lát gì gần là vậy đó. Dạ. Khi mà một cái người mà sống ở cái vùng đất đó quá lâu và họ tự mặc định là họ là cái người biết nhiều, và khi những người mà mới tới mà sống á bắt buộc là phải thông qua ý họ, hoặc là có những cái hoạt động nào đó trong làng xóm gia láng giềng với nhau á, thì họ sẽ là người cái năm cũng hay thấy là sẽ đi thu tiền nè, hoặc là sẽ đi thông báo, và đôi khi là nhà anh chị mới về không biết đâu, nghe tôi đi, hoặc là những cái này anh chị không được như vậy, phải là như vậy, muốn sống trong cái xóm này là phải theo tôi vì tôi là lão làng. Tôi là người mà kiểu là sống lâu ở đây nhất, không có ai mà qua đây được. Thì thưa luật sư, với những cái phần gọi là phần đất đai hoặc là những cái lối đi mà diện tích quá nhỏ mà sẽ ra tranh chấp như vậy thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào ạ? Thì pháp luật quy định là rất là rõ đối với vấn đề tranh chấp đất đai hay là tranh chấp lối đi chung. Đó là khi các bên có những cái tranh chấp về đất đai này, tranh chấp lối đi chung này, tranh chấp về hẻm chung này, hoặc là những nơi công cộng, thì bắt buộc là khi có tranh chấp thì phải đưa ra ủy ban nhân dân phường xã, ở quê thì ở xã, còn ở thành phố mình thì là đưa ra phường để gọi là hòa giải tranh chấp đất đai. Nếu mà các bên cảm thấy không tự hòa giải được với nhau thì cơ quan nhà nước sẽ là ủy ban phường xã là cơ quan giải quyết đầu tiên, là thủ tục bắt buộc. Sau khi cơ quan nhà nước và ủy ban phường xã giải quyết mà các bên cũng không thành thì có thể là một trong hai bên là khởi kiện ra tòa án để yêu cầu tòa án giải quyết các cái vấn đề tranh chấp lối đi chung, hẹn chung và các cái lối đi công cộng này. Tuy nhiên tôi cho rằng là trước khi đưa ra phường xã hay là đưa ra tòa án thì đây là dạng tranh chấp mà tôi cho rằng nó sẽ rất là phức tạp và kéo dài, và thậm chí chúng ta cũng chưa biết được là ai đúng ai sai, nên là tôi nghĩ là trước tiên chúng ta cần phải được sự tham vấn của các cơ quan chức năng, những người chuyên môn, là cái việc mình đi khởi kiện, đi tranh chấp đó có đúng không, có cơ sở không thì mình mới đi, chứ không phải là thấy người kia làm không hài lòng mình là mình cứ đi khởi kiện, cái đi khiếu nại, cái đi tranh chấp thì nó sẽ rất mất thời gian cho mình, và nó tạo nên cho một cái mất tình làng nghĩa xóm, một cái sự mâu thuẫn nghiêm trọng, sau này các bên sống với nhau nó sẽ rất là khó khăn. Hiện nay thì pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ về lối đi chung, tức là lối đi chung là một lối dành cho tất cả mọi người sử dụng trong khu vực đó, và thậm chí những người khác vào cũng được quyền sử dụng đi lại trong lối đi chung đó, và lối đi chung đó để dùng để đi lại, không được sử dụng cho mục đích cá nhân khác. Dạ. Tuy nhiên do thực tế ở Việt Nam mình là thông thường những người sống trong một khu vực thì hay nói vui là sống lâu lên lão làng, thì họ cho rằng là khu vực đó là họ sống đã lâu và muốn làm gì thì phải thông qua và họ quyết định mọi vấn đề trong khu vực, trong lối đi chung đó, thì cái này là không đúng, hoàn toàn không có pháp luật nào quy định như vậy hết, bởi vì dù già trẻ bất cứ ai có quyền công dân đều được sử dụng lối đi chung này để đảm bảo cho cái mục đích thiết yếu hàng ngày như là xe đi lại này, rồi chuyển đồ này, những người khác đi vào đi ra trong lối đi chung này không có được ai cản trở hoặc là cho rằng mình đã sống lâu hoặc là mình lớn tuổi để có những hành vi ngăn cấm hoặc là bắt buộc người khác phải theo cái chỉ đạo của mình, theo cái ý chí của mình là hoàn toàn là không có căn cứ pháp lý. Không biết là luật sư có thể nào chia sẻ những cái vấn đề mà cho người mới mà khi đi mua nhà đất hay không ạ? Thông thường chúng tôi làm thì chúng tôi cũng được sự chia sẻ của rất nhiều khách hàng, đó là khi chúng ta đi mua nhà, mua đất thì trước tiên không những là xem nhà, xem vị trí thì cũng phải xem khu vực đó láng giềng, làng xóm họ có văn minh lịch sử không, rồi có xảy ra trộm cắp hoặc là có những cái hành vi là hay đánh nhau hoặc là có những cái người mà hay xích mích không, hay gây chuyện không, thì họ mới tiến hành là mua
một cái căn nhà hoặc là một cái thửa đất tại vị trí khu vực đó. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là mọi cái là cũng đều do mình mà ra, tức là mình đều tùy từng hoàn cảnh, tùy từng con người để mình có thể có những cái hành vi, có những cái hành động để nó phù hợp với từng người thì mới tạo nên được một cái sự đoàn kết trong khu vực đó. Bởi vì tôi cho rằng là ở thành phố mình thì hiện nay bất cứ khu vực nào, địa điểm nào thì đều có những cái tranh chấp hoặc là những cái khó khăn để mình hòa nhập vào cái khu vực đó. Nếu mình hòa nhập được, cố gắng thích nghi được với từng người thì tôi cho rằng nó sẽ là tốt dù mình sống trong môi trường nào hoặc là khu vực nào. Dạ thưa luật sư, theo như tiểu phẩm thì cái cặp đôi vợ chồng mới tới như vậy thì họ cái cách xử sự như vậy thì có hợp lý hay không ạ? Tôi cho rằng là cặp vợ chồng này xử lý vừa hợp tình và vừa hợp lý, tức là do thấy được người lớn tuổi này sống trong khu vực này rất là khó tính, vừa tới là đã tới làm khó mình rồi. Tuy nhiên hai vợ chồng này mặc dù còn trẻ nhưng mà đã xử lý rất là hợp tình, hợp lý và tình nghĩa, và đã biết kiên nhẫn chờ đợi, và sau khi thấy ông láng giềng này bị bệnh thì cũng đã tận tình vào chăm sóc, hỏi thăm, và từ cái cử chỉ này đã làm cho người lớn tuổi này có một cái thái độ, một suy nghĩ tốt đẹp đối với hai vợ chồng này và đã có một cái ấn tượng tốt. Thì như tôi đã nói là do cái sự thích nghi của mình thôi, do cái hành vi xử sự của mình thôi. Thì cho dù người đó khó tính mà mình thuyết phục được thì tôi cho rằng mình sống trong bất cứ môi trường nào hay khu vực nào thì nó đều là tốt đẹp cả. Dạ, Kim Thảo hoàn toàn đồng ý với luật sư là khi mà chúng ta sống một cách rất là văn minh tử tế và chúng ta nên đặt vào tình huống đó và cách xử sự chúng ta như thế nào thì chắc chắn là mọi câu chuyện sẽ được giải quyết rất là nhẹ nhàng và êm xuôi ạ. Đúng rồi. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của luật sư Trần Minh Hùng ạ. Cảm ơn Kim Thảo, cảm ơn khán giả xem lại. Kính thưa quý vị, và là chương trình Hữu Tình Đạt Lý xin được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hòa Bình thực hiện. Còn bây giờ thì Kim Thảo và luật sư Trần Minh Hùng xin chào và hẹn gặp lại.